Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Đêm nay và ngày mai, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 40mm một đợt, có nơi mưa trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào đêm về sáng. Mưa to chủ yếu ở các huyện là Bát Sát, Văn Bàn, Bảo Yên, Simacai, Bắc Hà, thị xã Sapa và phía đông bắc của huyện Mường Khương. Sáng ngày 1 tháng 10, không khí lạnh ảnh hưởng tới các khu vực sẽ gây mưa và làm nền nhiệt giảm thấp vào đêm về sáng. Mưa dông thường đi kèm các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá tại nơi có địa hình sườn dốc, các ta luy dương và ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Người dân các địa phương cần chủ động đề phòng các dạng thời tiết xấu trên. Bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Thành phố Lào Cai, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.